Nhưng mà cãi con xong cúp máy luôn cô chú. Cúp mà nguyên một đêm luôn. Là không, có liên lạc, con không liên lạc được, con khóc bù lu bù loa ở nhà luôn. Con chửi. Con chửi. Con chửi không có tàu xe máy bay nào chứa hết con chú, con tức không quá. Dám trả lời luôn đúng không? Dạ. Chào cô chú, con tên là Nguyễn Thị Thúy Nga, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Cưới ông xã con là ở Vĩnh Long. Hiện tại vợ chồng con đang mở một cái shop quần áo nhỏ ở Trà Vinh ạ. Ủa trên đây nha, đây là nha. Thành phố Hồ Chí Minh, ông chồng gốc Vĩnh Long mà làm ăn sinh sống ở tại Trà Vinh. Dạ. Em chào chú Quốc Thịnh, chào cô Hồng Vân. Con tên là Hoàng Khôi, con giờ đang phụ vợ con thôi. Khôi bao nhiêu tuổi? Dạ, con 31 tuổi. Trở lại với cái thời mà các bạn lần đầu tiên các bạn gặp nhau, ai là người theo đuổi ai trước, kể nghe đi. Ông xã. Em á là học trò của vợ em. Vợ là cô giáo hả? À, cô giáo dạy gym. Nhưng sao mà gặp được? Hồi đó con đi Nhật 3 năm xong con về 6 tháng. 3 tháng con lên 15kg rồi. 3 tháng con lên 15kg rồi. Con lên Sài Gòn con chơi với mấy ông anh, con cái dẫn con đi tập gym. Trong 3 tháng mà con lên 15kg, lý do gì? Mấy ông anh ngủ nhậu đúng không? Thấy gì cũng thèm, thấy gì cũng ăn. Đúng rồi, chị nói thiệt em, đi nơi nào cũng thấy đồ ăn Việt Nam là vô địch. Đúng vậy. Rồi, rồi mới đi gặp bạn này. Dạ. Cô PT này. Ừ. Rồi sao? Ấn tượng đầu tiên gặp cô bé PT này sao coi? Nó cũng bình thường à. Rồi xong rồi bà ghét đồ ghét dữ lắm. Sao rồi, ghét vậy? Mấy ông anh dẫn ông chồng con vào á là mục đích cáp đôi cho hai đứa, nên là ông cứ phiền suốt, cứ tập hỏi tùm lum hết. Tập khoảng tầm được một tháng thì cũng xuống khoảng được 4kg á. Không sao nữa, kêu con bằng cô không à cô. Về nhà cứ nhắn tin Zalo á, cô ơi hôm nay ăn gì, em ăn như thế này có được không. Lúc đó con ghét tại vì lười tập lắm cô. Chẳng qua là giảm cái chế độ ăn xuống á thì mới xuống cân nhanh thôi, chứ tập thì cũng lười lắm, tại vì người mập á vận động rất là mau mệt. Lý do gì mà hai bạn lại đến với nhau? Chưa, xong rồi biểu nghe nó lại về lên nữa đúng không? Dạ đúng rồi, tức là anh chỉ ở Sài Gòn khoảng tầm hơn một tháng thôi. Xong rồi về quê chơi với gia đình để chuẩn bị qua bên kia làm lại. Cái mối quan hệ của các bạn lúc đó là như thế nào? Chỉ là bạn bè thôi. Dạ đúng. Chỉ là cô trò với bạn bè ở gì đó. Dạ. Đúng không? Cái bữa đó cũng đầu tháng 7. Xui khiến sao cái bả lóc cái Facebook con đi. Ủa lý do là lóc tay à? Dạ con lọc bạn bè. Lọc bạn bè mà con lọc bằng app nữa. Thì lọc bằng app tức là ai mà thả tim mình á hay là comment á cô, thì mình sẽ còn trong danh sách bạn bè. Còn ổng thả tim đâu có comment đâu. Con lọc một phát một bay ổng luôn. Mà ổng là bạn bè chơi chung một nhóm, là từ cái lúc ổng về nước đó cô là bắt đầu anh em thân nhau luôn. Tuy là ở bên kia nhưng mà vẫn nói chuyện trong group bình thường, vẫn hỏi thăm nhau bình thường, là lúc đó ổng để ý con rồi. Vậy đó mà con nỡ lòng nào con một phát một là bay hết luôn. Rồi thôi có bị tổn thương không? Tự nhiên bây giờ bị bà cô lóc Facebook mình. Buồn chứ. Cái nhắn tin hỏi, ủa sao tự nhiên lóc Facebook tôi kỳ vậy? Con mới nhắn tin con nói là con lọc nhầm nên là xong con mới kết bạn lại. Thì con cũng hỏi thăm anh như mọi ngày thôi. Hỏi là hôm nay anh đi làm về sớm hả, ăn cơm chưa. Mà tụi con mới bắt đầu chính thức quen nhau là từ khi đó. Người ta quen nhau dễ vậy? Người ta quen nhau thì khó khăn lắm. Con quen nhau cái mà tôi hỏi bà Nga bà có nghĩ chưa. Cái vợ con cũng nói là tôi éo chết. Cái nói giờ tôi cũng ế, bà cũng ế, giờ liêm sỉ gì tầm này. Cưới nha. Liêm sỉ gì tầm này luôn. Ok quen, qua ngày sau đưa nó chị với mẹ con luôn. Vậy đó hả? Dạ, con đang ở bên Nhật luôn. Dạ, wow. Thời điểm mới dịch căng lắm cô Hồng Vân. Con ở nhà suốt 4 tháng luôn. Thì ông này bên kia cũng đi làm nhưng mà trong tình trạng dịch giả. Con cũng có hỏi thông tin về ba mẹ. Hỏi là em như hai bác lớn hay không thì nói là lớn rồi. Tại vì cha con năm nay là 75-76 tuổi. Rồi mẹ con là 70 là con nghĩ là khó. Thì con nghĩ là con ở Sài Gòn mà dọn dẹp nhà cửa là con rất giỏi. Nhưng mà nấu ăn là con bù chất luôn. Cái con sợ là người ở quê người ta sẽ không có thích con dâu không biết nấu ăn. Thế con mới nói là bây giờ làm cách nào để cho mẹ chịu đi. Mẹ xem được mặt của em rồi mẹ chịu, rồi lúc đó mới công khai. Anh này đòi công khai liền luôn cô. Bắt phải cài hình đại diện, hình ảnh bìa rồi Facebook hết luôn đó cô. Mày ông nhanh mà. Dạ. Ông rất là nhanh. Đánh dấu chủ quyền á chú. Đó. Đánh chủ quyền á. Rồi. Rồi nhưng mà khoan đã, bên mẹ của Khôi á, khi mà gặp Nga rồi đó, là có chịu liền không? Theo em có chịu không? Chị là chị ưng liền, nhỏ này vừa hoạt bát vừa xinh xắn, mắc gì không chịu. Không, chưa chắc Nga. Ở bên Nhật là 7 giờ, ở Việt Nam là 5 giờ cũng điện thoại. Con dâu này mẹ chịu không? Mẹ nói sao? Nói chuyện cái ưng liền luôn. Thấy chưa? Ưng liền đó, mấy con nói cô còn ưng mà. Dạ, cảm ơn mẹ. Nói vậy thôi phải hỏi. Nhưng mà hỏi bạn này nè, trước đó là con có người yêu chưa? Đó chưa. Thì không? Lúc mà 25 tuổi con đi Nhật mà con nói có người yêu là cô tin đó. Là tại vì bên Nhật là lo làm ăn không à. Không thể nào mà thời gian đâu mà chứng bộ đúng không? Nhưng mà từ 25 tuổi đổ về trước là con ở Việt Nam đúng không? Đúng rồi. Có mối tình không? Mà con nói con không có người yêu sao thấy nghi quá. Không, hồi đó có một... nói chung là không phải mối tình đó. Nhưng mà cáp kèo cáp đôi nhau á.
nhưng mà không thành. Không có thành, không có quen. Không thành hay là đẩy giấu con á? Đâu, mẹ con nói hết mà. Như vậy mẹ đồng, mẹ coi như là chịu nghe rồi. Dạ. Vậy thì mẹ có thúc đẩy cái mối quan hệ của các con nó đến gần với nhau hơn không? Có, hai đứa là nó yêu xa mà, nói chung nhiều chuyện xảy ra lắm. Ừ. Còn một tay mẹ đứng ra mẹ giải quyết hết. Mẹ cửa giữa giải quyết hết. Dạ. Giải quyết hết. Bà này ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ông ở Bình Nhật, còn mẹ ở Vĩnh Long, giải quyết cho hai anh chị. Dạ. Thường mà hai đứa bất hòa với nhau vì chuyện gì? Dạ ghen. Ghen thôi. Ghen quá. Cho nên là cái bà cô Vĩnh Long bắt đầu mới đứng giữa mà làm hoài. Xong rồi sau đó bà cô quải quá, bà cô mới ôi thúc đẩy cho tụi nó lấy mình cho rồi. Dạ. Nếu tôi mà làm mẹ là tôi cũng y vậy đó. Dạ. Trời, mệt quá. Trời dạ, đúng. Hoài luôn. Thôi cho tụi nó cáp tụi nó lấy nhau cho rồi khỏi ghen. Hay dạ. Quá. Cái chuyện lớn nhất đó là cái chuyện gì? Dạ giấu con đi nhậu. Anh chồng con là không gái gú, không cờ bạc, không có lăng nhăng này khác kia nọ, nhưng mà có là nhậu, tức là không phải là ghiền, nhưng mà ví dụ sau giờ làm việc thì bạn bè rủ là sẽ đi nhậu cô. Là nhậu Bình Nhật đó phải không? Dạ nhậu Bình Nhật á, mà không uống nhiều, cô uống một hai lon thôi, không có uống nhiều mà cứ hẹn chứ không phải là uống rượu quá. Dạ. Mà khoái dạ. Ngồi bà tám đúng không? Dạ. Khoái ngồi tám chín chuyện với các dạ. Đồng nghiệp đúng không? Mà chú biết thời điểm đó dịch mà chú, con đâu có cho đi, con sợ bị dính Covid xong mà về đâu có được đâu. Rồi bên đó cũng ở nước đó mình cũng không có rành về y tế này kia nữa, có nhiều cái lắm. Sợ. Nhưng mà cãi con xong cúp máy luôn cô chú, cúp mà nguyên một đêm luôn là không có liên lạc, con không liên lạc được, con khóc bù lu bù loa nhà luôn, con phải cầu cứu mẹ chồng con. Xong mẹ chồng con mới liên hệ với một cái bạn ở chung nhà với anh này nè, nói là anh Khôi đã về nhà rồi, ngủ rồi, lúc đó con mới yên tâm, mà con cả đêm cũng không ngủ được luôn cô. Mà sau đó thì sáng hôm sau thì sao? Sáng hôm sau thì anh này chủ động gọi con. Có chửi không? Con chửi con chửi, không có tàu xe máy bay nào chứa hết trong chú, con tức không quá. Dám trả lời luôn đúng không? Dạ thiệt. Mà mẹ con kêu con cứ chửi nó, con phải chửi cho nó nghe. Mẹ con đốc chị luôn á. Ừ. Dạ bao nhiêu lâu á thì con mới quay về đây? Dạ yêu xa 8 tháng cưới. Bây giờ về luôn rồi. Dạ con định là con ở bển nữa kìa chứ con chưa muốn về đâu, thương quá. Về cái ngày đầu tiên con về Việt Nam á, cũng là cái ngày ra mắt ba mẹ vợ luôn. Qua ngày sau là chủ nhật là dưới kia là dưới quê á, là cha mẹ với dòng họ con lên giáp xuôi luôn. Coi như con lấy chồng mà con không biết nhà chồng con luôn cô. Vậy con không biết cha mẹ chồng con chỉ biết qua mỗi cái điện thoại thôi. Chú muốn biết cái khoảnh khắc mà khi mà hai đứa gặp lại nhau sau 8 tháng xa cách thì như thế nào? Khóc hả? Không khóc con, ai khóc? Vợ con khóc. Con chờ anh chồng con 3 tiếng. Cảm động kìa. Xong lúc đó con cứ sợ là trục trặc máy bay này khác kia nọ. Ngồi chờ không mà lúc thấy anh ra khỏi sân bay thì lúc đó thấy mừng. Cảm giác là mình yên tâm. Xong lúc thấy đó ảnh rồi. Lúc đó ôm em cũng không có hung được tại vì dịch. Mình sợ lỡ như ảnh. Dạ đúng rồi. Dạ. Xong rồi lên taxi về nhà con thì hôm đó là về nhà nó con. Nó có ôm con không? Dạ có ôm cô. Ôm dữ lắm. Nó ôm con. Coi như lần đầu tiên ôm đó phải không? Dạ đúng rồi. Ôm siết mà. Anh này lần đầu tiên ôm gái luôn. Gì đó. Trời ơi. Nó không có bồ. Hai đứa về nhà là đi nói chung là rất là hiểu chuyện, mua đồ về cúng kiến bàn thờ nhà con, rồi mua mồi nhậu là ở nhà bà con dòng họ con lên đầy đủ hết rồi. Ngủ lại một đêm nhà con, là bữa đó là lòi hết tật xấu luôn cô. Để luôn đi con. Anh ấy uống một hai lon xong mà cái mệt là xin phép lên phòng ngủ. Thì nhà con ở trên lầu là có hai cái phòng ở cô, thì anh đó với lại cái anh rể của con á, hai anh em ngủ chung. Rồi bên đây á là con với lại chị gái với lại mẹ ruột với lại bà nội ngủ bên này, thì bên đây phòng con là chả ngủ được gì hết. Ngái. Ngái chứ ngủ luôn cô. Ngái dữ lắm. Không, cô tin liền. Tại vì cái phọt này là phải ngáy. Là về nước là giáp xuôi nhà con xong. Rồi xong là về Vĩnh Long lại là một tuần sau lên chụp hình cưới. Thì chụp hình cưới là cũng đi trong ngày vậy luôn. Mà con chụp ở studio, con không đi ngoại cảnh. Là tranh thủ chụp riết là 2 tiếng xong rồi ra ăn cơm với cái anh tài xế xong là ông này về Vĩnh Long luôn. Là hai đứa chỉ có hung môi thôi. Rồi xong rồi sao nữa? Tại vì anh này anh nói là anh không có bồ. Cái gì anh cũng đầu tiên. Có sới rớ không? Không dạ sới rớ cô. Kiểu là không biết bắt đầu từ đâu. Rồi cái gì cũng hỏi. Thì vợ chồng mới thì tụi con cũng kiểu là dẫn dắt nhau thôi cô. Chứ đâu có đứa nào rành đâu. Không nào biết gì luôn. Dạ, không đứa nào biết cũng gì hết. Ngại ngùng đúng không? Dạ. Đứa nào cũng ngại nhìn nhau. Bữa động phòng thì hơi mệt. Được 3. Qua ngày sau 8 tháng 4 người. Trời đất ơi, ông dồn nén. Dạ. Thôi cũng được mà, các bạn trẻ quá mà. Bây giờ nó ăn bao nhiêu đồ bổ. Ở bên Nhật là ăn cá sống không. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi. Dạ. Cái phần tật xấu chắc con hào hứng đúng không?
đúng không Nga? Dạ con cũng mà cái ngáy thì thôi con cho nó xếp qua là một cái dạ. Là cố tật đi dạ. Chứ nó không phải là tật xấu tội nó dạ. Nó không muốn ngáy nó cũng phải ngáy à dạ. Rồi sao nè dạ ghen dạ. Ví dụ như ảnh đi công chuyện ảnh chạy từ shop về nhà mẹ chồng con á cái anh dặn con bé nhân viên bằng bé phụ con á cô chú mà có đi về nhà mà có thằng nào vô mà lén phén á gọi chú liền mà anh không phải nói giỡn đâu cô anh nói với một thái độ rất là nghiêm túc luôn rất là căng luôn á cô rồi con nói sao con nói sao để có thằng nào vô điện chú lì nha con trời về chú súng nó đúng không dạ súng này trời đất ơi với lại là bừa bộn cô con là con không biết nấu ăn nhưng mà con rất là kỹ vụ rửa chén xong rồi úp ngay ngắn ông này xí gọi vụ nấu ăn ai nấu dạ chồng con nấu à. Nhưng mà hiện tại thì chồng con cũng không nấu luôn ai tại nấu? Vì dạ mẹ chồng con nấu mẹ con thương lắm bừa bộn sao nè như đi đâu về cái mũ bảo hiểm là giục lên giường cái khẩu trang là giục ở quầy rồi cái áo khoác là giục tùm lum chỗ hết không có máng lên mà con dọn suốt luôn mà con nói tới bây giờ là đỡ rồi 10 phần mình mới được có 2 phần đỡ thôi cô ngủ hoài luôn hả dạ không cải thiện dạ thứ ba nữa là nóng tính anh nóng tính một cái mức mà khi tụi con cưới nhau xong thì con có một cái mâu thuẫn là cũng ghen thôi cô con là không thích ổng nhìn gái đâu con thấy ổng nhìn gái là vậy con nói dữ dằn con nói tới khi nào ổng phải chiều bằng được cô ổng tức quá anh không có tại sao em nói anh có ổng đấm tay vô tường luôn á cô đấm xong sưng hết mấy cái này luôn nè cô rồi tối nay xích dầu con không mỗi lần về thấy xót chồng đúng không dạ con thương con thương giờ hết nhìn chưa vẫn đó mới là cái tật xấu đó cái tật mà tự đập đầu rồi tự đập tay vô tường không kiềm chế được bản thân cái dạ. Ghen á là không xấu bằng cái đó luôn á nhìn con gái đẹp thì nhìn không có sao cả nhưng mà phải nhìn sao mà khuất mắt khuất mày vợ rồi cái đó cũng tật xấu của vợ con luôn á cái đó là tật xấu á sao mình không có nhìn khi mình không có nhìn răng răng suy nghĩ là mình nhìn gái thiệt là không có nhìn đúng không khi mình không có nhìn đâu nhiều khi đang chạy xe ra bóp nhìn gái chứ té xe bả luôn á mình không có nhìn đâu nhìn đâu wow. Mình cử thì đó mình ông có tật giật mình ông cử mình làm thinh đó không có cái gì để làm thinh à. Không có đường nào chạy đúng được chứ á phụ nữ mà thôi. Bây giờ con mong chồng con thay đổi điều gì dạ nói chung là anh rất là yêu thương con chăm chút vợ với lại tạo điều kiện làm sao con thoải mái nhất con hy vọng sau này là ổng cũng y chang như bây giờ. Có nghĩa là không muốn thay đổi gì chưa? Dạ có. Nịnh quá. Chưa còn cút sao, còn cút sao nữa. Nói đi. Dạ, cái cút sao là con muốn chồng con là nói chung là bớt nóng tính lại. Chuyện gì thì vợ chồng ngồi lại dàn xếp với nhau, đừng có hành hạ bản thân mình như vậy. Đúng cái rồi. Thứ hai đừng bỏ có ghen. Đó. Yeah. Bỏ cái tật mà đập tay đập chân vô tường rồi dạ. Đấm tường rồi lấy đầu giọng vô tường là dẹp dạ. Đi. Cái thứ hai cái thể trạng với cái thân hình phì nhiêu của Khôi á thì nếu mà Khôi nóng tính á thì cái người tổn hại là Khôi chứ không ai. Dạ. Rất là dễ lên máu đó mà ngã một cái đùng một cái đó là khổ của người này nè. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Kiềm chế lại. Bây giờ trời tới bạn đó, bạn phất đi. Đó, bên này có sao có dạ, tính sao thì nói chung là tính cũng nóng. À, hay nói con nhìn gái đó, có nhiêu đó thôi à. Là ghen đó. Dạ, đừng nói nhìn gái là được rồi. Đúng không? Không có thì thấy úp sọt phải không? Úp sọt. Đường nào cũng chắc vậy. Dạ, có nhiêu đó. Cái chuyện ba không biết nấu ăn rồi. Không có con được hết, đâu có quan trọng cái đó. Ừ. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì? Thì bớt nói con nhìn gái này nọ thôi. Suy diễn sọt. Vậy là cái đó là bớt suy diễn đó em. Trời ơi, cái tật suy diễn cũng ghê lắm đó. Em thiệt thì úp cái suy diễn á là đàn ông nó rất khó chịu nha. Dạ. Điên máu lắm luôn á. Dạ. Thôi bớt lại nha. Dạ. Còn muốn con nói gì là quay phim lại, chụp hình lại làm bằng chứng. Dạ. Để cho khỏi chối. Dạ. Nha. Dạ. Đúng rồi con. Em hai đứa có con chưa? Dạ, tụi con cũng đang để cho có em bé. Đang tại... hả không? Dạ. Chú Thuận cứ chúc đi. Tại vì chú Thuận chúc đó là mau có kết quả lắm. Nhanh lắm. Dạ. Chị một chị nói cái vụ mà nóng tính đó dạ. Con việc gì con phải hành hạ bản thân con vậy? Con có tin không? Con đau một là vợ con đau 10. Đúng vậy. Sợ lắm, nhìn chồng mình vậy vừa xót mà vừa sợ nữa. Hiểu chưa? Dạ. Bỏ cái đó đi nghe dạ, không? Dạ. Bây giờ này còn nhậu không? Ông giờ đi đâu có vợ không đi, không có vợ không đi. Không, tôi hỏi nhậu không á, còn nhậu không? Ít lắm. Đâu có vợ không à? Rồi thôi, bây giờ trước khi mà có em bé đó thì trước tiên là không hút thuốc, không nhậu và đừng có thức khuya. Dạ. Cái thứ hai đó là hai vợ chồng cùng xem, cùng coi những cái gì mà nó mang những cái điều cái niềm vui đến cho mình. Dạ. Đó, chú Quốc Thuận chúc cho Khôi và Nga. Dạ. Sau chương trình này về sẽ yêu nhau, thương nhau nhiều hơn và đặc biệt là vài tháng tới nữa. Dạ. Chúc cho nó xa xa xíu đi. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng sẽ nhận được tin vui từ bác sĩ. Dạ. Dạ. Và qua năm sau hai vợ chồng sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời dạ. Đến với gia đình. Con cảm ơn chú. Cảm ơn con. Ok, dạ. Dạ. Chúc cho shop làm ăn phát đạt nha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi, chúc nữa chúng ta sẽ gặp. À, đồng tiền. Tôi có thấy. Trời ơi, kia nữa kìa. Em có thấy những con số ở trên em dòm đi đâu mà em thấy? Em dòm cái gì mà em thấy con số? Không phải chị. Tại sao chị chưa thấy mà em đã thấy? Chị ơi, nó lồ lộ trước mặt em luôn chị. Em những ai mà xăm trên người. Những cái con số là bao giờ em phải nhìn rõ
Có phải đây là cái số năm mà các bạn quên nhau không? Dạ không ạ. Chết rớt nữa. Tôi đã nói là làm ông nội đi. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. Nhé. Dạ. Dạ chú em. Dạ con tên là Diễm Hằng. Năm nay con 23 tuổi và con làm nhân viên phòng thí nghiệm của một công ty đế giày ạ. Rồi chào Diễm Hằng. Thấy không con? Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Hận. Chào cái ekip ạ. Con tên là Lê Thanh Tuấn, hôm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang làm nhân viên giao hàng cho một công ty hóa chất. Trời ơi, không vậy bên đây trong phòng thí nghiệm nó cũng hóa chất nhiều lắm á. Bên này cũng làm mà giao hàng. Sao nào, hai đứa quen nhau sao? Dạ, là con ở cách nhà chồng con khoảng 25 cây lận. Hai đứa không có kết bạn gì với nhau trên mạng xã hội hết á. Dạ, con ở Củ Chi. Con thì con có chơi chung với một nhóm bạn, trong đó có một người anh. Người anh đó lại là bạn học chung của chồng con. Hôm đó là ngày đám giỗ nên ảnh mời con xuống tới dưới, nên xuống dưới nên gặp chồng con. Mà ấn tượng là một cái bàn người ta toàn con trai không mà có mình con gái con ngồi đó, mà con cũng nhậu nữa, mà có mình ảnh ngồi, anh không có nhậu, anh ngồi anh ôm con chó gì á. Con nghĩ con nhìn con tưởng ông này BD hay sao á, cái con cũng không để ý nhiều nữa. Dạ. Sao nữa? Còn con có ấn tượng gì về Diễm Hằng không? Con vô thấy vợ con lúc đó cũng đẹp gái lắm, thấy thích vợ lắm, thích những người mẫu người cá tính giống vợ con vậy. Con gái mà con chạy center á, con mặc nguyên bộ đồ đen con chạy center con chạy vô á. Là đúng gu luôn. Dạ. Và sau đó là sao mà hai đứa mới tiếp cận được với nhau? Sau đó thì về ổng nhắn tin cho cái anh đó, ổng nói là ổng khen con dễ thương hay sao đó. Xong rồi ổng mới xin Facebook, mà cái lúc đó là con đang bị thất tình. Con quen người trước 3 năm xong con bị thất tình. Cái thời gian đó là con đăng toàn status buồn không à. Ông không dám vô nhắn tin. Sau này tới đám cưới của anh bạn đó mới gặp một lần nữa. Xong rồi về ổng mới nhắn tin. Lúc đó là con đang bị bệnh nữa. Mà con mặt con lúc nào cũng buồn hết trơn á. Về nhắn tin nói sao hôm nay em buồn dữ vậy. Là ổng mới bắt đầu bắt chuyện con, mà là một tháng sau mới bắt chuyện với con như vậy. Cái lần đầu con nhìn thấy ổng ôm con chó, em nghi vấn về giới tính của ảnh á. Thì đến khi nào con mới gạt bỏ cái việc gọi là con nghi ngờ về giới tính không? Con nghe bạn bè ổng kể là đã có quen con gái rồi, cho nên mới gạt bỏ được. Có nghĩa là cũng phải tìm hiểu người ta cho nên mới nghe bạn bè nói. Dạ đúng rồi. Sau đó khoảng 2 ngày ổng rủ con đi xem phim. Mà lần đầu tiên xem phim thì con cũng ngại lắm. Con cũng dắt theo nhỏ bạn thân con nữa. Con ngồi giữa nè, bạn con ngồi cái bên đây, rồi ổng ngồi bên đây nè, đâu dám làm gì đâu, ngồi coi phim không mà. Sau đó là ổng mới hẹn riêng con đi coi phim một lần nữa. Chắc là lần này có nhắn tin riêng, em ơi đừng dẫn ai theo những gì. Đúng không? Dạ không. Ổng nhắn là hai đứa mình đi coi phim đi. Lúc đó là ổng có phim rất là hay nên là ổng dắt đi. Mon men có khoảng gần hết phim ổng mới giả bộ quay qua ổng nắm cái tay gì nè. Trời ơi, ngồi kế bên một người con gái mà mình say đắm như vậy mà sao con nhát quá vậy? Trẻ. Ngại cô. Vậy hả? Ê, mới gặp. Bộ phim đó chắc tới giờ còn không nhớ đâu đúng không? Lo liếm điếc nhìn bả không ạ? Rồi cái mãnh lực nào mà để cho con có thể con dám nắm tay ở gần cuối phim? Làm liều cô. Nắm chứ. Làm liều hả? Dạ. Rồi sao nữa, nắm kể rồi coi. Sao? Cái thái độ của em ấy sao? Con nắm sao nghe im re à? Lúc đó là con nắm chắc luôn. Dạ. Cái im mà nắm tay vậy thôi tới cuối buổi phim luôn. Rồi có thừa nước đục thả câu. Thơm lên má em ấy một nụ hôn. Dạ, chưa dám. Sau đêm đó là bắt đầu tỏ tình con luôn á chú. Trắng trợn luôn. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà hôm đó là yêu gì con tỏ tình kiểu gì? Con tỏ tình sao? Sau lúc đó con hỏi là có em có còn dám yêu ai nữa không? Xong rồi con mới dám tỏ tình. Mà lúc đó hình như là vợ con chưa có chấp nhận. Nói là chỉ trước mới làm bạn thôi. Lúc đó con cũng nghe cũng buồn lắm. Nhưng mà tự nhiên về sau cái qua ngày sau cái bắt đầu cũng nhắn tin, về sau cũng yêu luôn. Ồ vậy nhưng hả? Nhưng mà tại sao trong một đêm con lại có một cái thay đổi quyết định như vậy? Tại con thấy cũng thích anh này. Khi ảnh tỏ tình con giả bộ làm giá cô. Con làm giá con chưa chịu. Qua bữa sau thấy lỡ mà làm giá quá rồi ổng quay lưng ảnh bỏ đi, cái mình không có bạn trai luôn. Sao ổng luôn. Dạ. Đúng không? Nên là con chịu luôn. Tỏ tình qua tin nhắn. Dạ. Rồi đến khi tỏ tình mà bằng hình thức á, nghĩa là trực tiếp luôn thì nó như thế nào? Thưa dắt đi coi phim á. Mấy cái phim mà tình cảm lãng mạn có cảnh cầu hôn á cô. Cái ông nói anh sau này anh cưới em anh nhất định anh phải cầu hôn em nghe cho. Rồi anh ok rồi. Tới ngày 30 tháng 4 năm nay con cưới. Là ngày 29 ảnh qua. Ảnh qua trước một đêm. Ảnh đang mặc cái quần xà lỏng mà xà lỏng ngắn kiểu này mà xà lỏng ở nhà á cô. Xà lỏng dải đúng không? Ở trần nữa. Gặp con đang đang bận cái bộ đồ ngủ nhìn ghê lắm, mà ảnh bèo nhèo. Ở nhà con bận đồ bèo nhèo lắm. Bé này thì là mặc bộ đồ ngủ bèo nhèo. Ủa nhưng mà
tại không phải, tại vì phải chi nhà cặp vách á thì nó ở trần, nó mặc quần xà lõn không nói. Còn đằng này đi 20 mấy cây số mà mặc xà lõn ở trần là sao? Tụi con đăng ký kết hôn 1 năm trước rồi, cho nên là ảnh hay qua ở lại nên là quen rồi. Sao nữa kể tiếp con nghe coi. Con đang lấy đồ đi tắm, đang đứng bên này nè, ổng quay qua ổng nói từ từ rồi đi tắm, ổng lấy cái nhẫn ổng đeo ở sọt gì nè, ổng nói năng, ổng quỳ xuống, ổng có nhành bông gì hết trơn. Cái con mới tức quá, con nói là thiệt thèm, không muốn nhận luôn á, cái con bỏ con đi tắm luôn. Wow, con không cần chồng con nói gì hết, là tính con nóng mà. Mà con cảm thấy cái đó sao mà chồng mình lãng xẹt như vậy mà không tin được luôn, là chồng mình nó lãng xẹt vậy luôn. Cái điều mà con mong chờ sẽ có một buổi lãng mạn, cầu hôn đồ, hoa và nến đồ, cuối cùng nó ra vậy con hơi chưa chấp nhận được. Con đang tính nói là em muốn làm vợ anh không, chưa gì hết chửi mặt con quá trời, cũng chưa kịp nói nữa. Khi mặc xà lõn, mặc xà lõn ở trần mà. Mặc xà lõn ở trần đúng không? Rồi đã cầu hôn trước khi đi tắm. Có khoảng là quen được 3 tháng á cô. Con đi nhậu với bạn mà không có ông này, mà con đi nhậu tới khoảng 11 giờ rồi. Con về con nhắn tin ông này, nói anh ơi em xỉn quá, anh qua anh ôm em ngủ đi. Con cũng nói giỡn tại cũng khuya quá rồi. Ông này mê gái, chạy qua thiệt luôn. 20 mấy cây luôn. Trời ơi sao qua. Cơ hội mà đúng không? Mình nhớ đó là tại nhà của con luôn. Không, ổng qua ổng chở con đi nhà nghỉ. Con nhớ con chạy qua đó là lúc cũng 11 giờ mấy, gần 12 giờ khuya rồi. Rồi sáng hôm sau khi con về nhà, phụ huynh có hỏi han tại sao con đi không về không? Mẹ con không biết, sáng sớm là mẹ con đi chợ sớm á, nên là con về là mẹ con đâu biết đâu, là con hay đồ con đi làm mất tiêu rồi. Bữa nay chị biết nha chị ơi. Bữa nay là chị biết là đó, bữa đó là chị đi sớm quá đó. Rồi sau đó chắc lẽ là đều đúng không? Dạ. Sao Tứ? Dạ. Cái đêm đó thì cái cảm giác của con là sao? Lúc đó con cũng mới hình như là quen vợ không về, lúc đó cũng mới đi lính về mới cũng 3 tháng mấy à. Đó cũng lâu chưa tiếp xúc với lại con gái á, hơi bị yếu. Con nghĩ là chắc lâu quá mới đụng tới con gái hay sao á, mà không làm được có 1 phút à là xong rồi. Mà đêm đó là một hiệp hay mấy hiệp? Một cái duy nhất. Một hiệp duy nhất thôi. Nhưng mà bây giờ chú lính bản lĩnh chưa? Giờ hơi bản lĩnh rồi. Giờ ngon ha, bản lĩnh rồi đúng không? Hết chống chơi rồi. Giờ chơi với chú lính là hơi mệt nha. Rồi. Nhưng mà hai vợ chồng con có hay cãi nhau không? Toàn con chửi ảnh không mà ảnh im, ảnh ngồi ảnh cười y vậy á. Chỉ có một lần là tại con ghen quá thôi thì ổng nói lại này kia thôi. Lúc đó là ổng đi làm ở công ty trong kho hàng á, có một người quản lý á hay nhắn tin với ổng lắm, hỏi có người yêu chưa hay gì á. Ông này chắc nói chưa hay sao á, mà trên Facebook là con bắt là để hình của con. Xong rồi bạn gái đó mới để lấy cái hình ảnh trên Facebook đem xuống hỏi con là ai. Ông này cũng nhây hay sao, ổng nói con là em gái mưa. Trời ơi, con đọc được con làm đung đung lên. Ủa, rồi con trời. Đòi ly dị, con đòi chia tay, con đòi này kia hết. Lúc đó là cưới rồi. Lúc đó là tụi con chưa có cưới, tụi con đăng ký giấy kết hôn trước là do dịch đó. Phải giờ đám cưới rồi tới sau này mới cưới được. Mà đợt đó là con cãi lời đúng không? Dạ. Nó không phải là ý con nói, con chỉ giỡn thôi, con đi giỡn với chị đó thôi, tại chị đó biết con có bồ rồi. Con chỉ nói giỡn vậy thôi mà ai ngờ vợ con đọc được. Trời ơi, về nhà làm trời làm đất ghê. Sao phải làm trời chứ ông giỡn hoài. Lúc dịch làm con bệnh tự nhiên, con bệnh dạ dày á thì đó là bình thường. Con bệnh dạ dày con uống thuốc, sau đó con bị nhiễm trùng đường tiểu á, là lúc đó là dịch á, ba mẹ cũng không có ai mà qua chăm được. Là lúc đó con đang ở nhà ảnh thì đi vô bệnh viện thì ảnh nuôi luôn. Con phát hiện ra con có một cái khối u ở đây. Lúc mà đi siêu âm về á, con khóc quá trời luôn. Ông này ngồi trong bệnh viện, ngồi cười mà ông không có an ủi. Em ơi em đừng khóc nữa, không sao đâu hay này gì kia. Tại sao con cười? Tại con nghĩ bây giờ khóc, con khóc heo nó thảm quá. Được xíu lần mà đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là chưa biết. Gửi cái mẫu xét nghiệm cho bác sĩ cô là trong vòng 1 tuần đó là tối nào cũng đúng rồi. Con dỗ hoài không được, cái con mệt là sáng cười. Dạ, nhưng mà lúc đó con có lo không? Dạ con lo chứ. Con lo quá cười. Quá cười luôn. Nghĩ là cái nụ cười của bạn nó không đúng với cái hoàn cảnh. Không đúng hoàn cảnh đó em à. Cứ gặp chị đó chị bị điên luôn á. Chị đang bị sức nặng vậy mà chồng chị cứ cười khành khạch thì là chị điên luôn á. Bây giờ là tất cả mọi thứ là ổn hết rồi phải không? Dạ ổn. Về rồi về lấy gì? Nhau rồi sao? Có lòi ra tật xấu gì không? Vợ con có tật xấu rồi trời. Bừa bộn luôn. Trời ơi đi làm về quần áo hai ra là dục trên giường vậy á. Còn cái bàn trang điểm là con nói 1000 thứ nằm trên trển. Con dọn biết một mạng. Con xem bây giờ như nó vậy á. Rồi còn gì nữa nè? Hay thả bơm nữa cơ. Từ rồi tối nào về cũng thả bơm hết.
Thôi cái đó coi như là sếp cho nó tốt bụng đi con. Tốt bụng đúng không? Nó tốt bụng đi, cái đó không phải tốt xấu. Con coi cái đó là niềm vui của con, con chỉ thích thả bơm trước mặt chồng con thôi. Nhưng mà ổng có thả lại không? Dạ không. Có đâu mà thả, đâu phải ai muốn thả thả đâu. Em rồi. Nóng tính gì lắm, nhiều chuyện mà ví dụ như con muốn bàn cái chuyện gì đó mà con biết trước cái kết quả là thế nào cũng chửi con à. Nhưng con làm biến thôi, con không nói, con cứ để mà nói gì đó mình cứ cười cười. Dạ. Cái điều mà con mong muốn ở vợ con là cái gì? Con chỉ muốn vợ con bớt nóng tính và bớt trẻ con đi xíu thôi. Rồi ok, giờ tới con đó. Chồng con có tật xấu là ổng ngủ ngáy dữ lắm. Ổng nói là em cứ ngủ trước đi, anh ngủ chưa được đâu. Tắt điện thoại một cái 30 giây sau khò liền. Rồi ngủ. Ổng ôm con trong lòng vậy. Cái ổng ngáy trên đầu con vậy. Cái đó cũng cho vô một cái giống như là tốt bụng của con á. Dạ. Coi như quê. Ừ. Với lại là chồng con không biết lãng mạn á cô. Có một lần anh nói xạo con. Ổng đi câu cá tới nỗi mà ổng mất chiếc xe luôn. Ổng điện con, em ơi chuyển cho anh mấy trăm anh đi xe ôm về. Em hỏi con mới hỏi là ủa tại sao. Anh nói dốc với con là anh đi làm, anh vô quán cơm anh ăn, anh đi toilet xong ở ngoài người ta lấy xe của anh. Và sau này con về nhà chồng con, mẹ chồng con nói nó đang nói chuyện với mấy cô gì là thằng Tuấn nó đi câu cá về nó bị mất cái xe. Rồi lúc đó con mới nổi sùng lên, nói tại sao lại nói dốc em. Sợ em chữ. Nói chung là cũng sợ em. Dạ. Thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Chồng con biết lãng mạn hơn một chút xíu là được. Chồng con rất là yêu thương con, rất là quan tâm con, chăm sóc con tròn trịa lắm. Từ hồi con quen chồng con có 52kg, à giờ con lên tới 68kg lận. Nó có 2 năm rưỡi. Con thì ốm xuống. Trước còn 65kg, giờ con còn có 60. Vợ cần cái sự lãng mạn là hoàn toàn cần thiết. Bởi vì phụ nữ mà con ai cũng mong muốn là mình được làm công chúa, mình được làm hoàng hậu trong lòng chồng mình, công chúa trong lòng chồng mình, đúng không? Thì con đừng có ngại ngùng, con đừng có dại dột mà con nghĩ rằng làm nó mắc cỡ thế mồ, hoặc là cái đó nó bên ngoài quá, thế nó giả giả quá, không thích làm, đừng. Nghe không? Dạ. Không, bây giờ mình ứng dụng tại đây luôn đi chị à. Tuấn đi, mình đàn ông đúng rồi, đúng không? Bạn này phải làm trước. Muốn chia sẻ cái điều gì với vợ mình hay không? Dạ, hôm nay cũng là cũng một đời cô dâu chú rể. Anh cũng muốn cầu hôn em lại một lần nữa. Trời ơi đứng lên đi. Trời ơi đó, dám nói nó không trời lãng mạn quỳ hả? Nữa kìa, trời ơi ngưỡng mộ quá. Em làm vợ anh nha. Ôi cưng chưa. Hộp em ơi, nhẫn hộp em ơi. Nó mặc vest chứ không còn mặc xà lỏng nữa. Trời ơi, vest nè, đồ cưới nè. Sao con nói gì với chồng đi con? Đây là lần đầu tiên chồng con làm điều lãng mạn đối với con, con hơi bất ngờ chút xíu. Em cảm ơn chồng rất là nhiều. Dạ, em rất là yêu chồng. Trời ơi, ôi, được không? Một cái đi nào, hôn nhẹ. Rồi. Con có bí mật gì với chồng con không? Dạ có hả? Có luôn hả? Hôm nay con có một món quà muốn tặng cho chồng của con. Lúc mới quen con, ảnh đeo cái đồng hồ á, ảnh đi xem phim với con á. Cái con định hỏi ảnh mấy giờ mà anh quay qua con thấy đồng hồ ổng chết rồi, cũng dám hỏi sợ anh quê. Từ đó tới sau anh hay đeo cái đồng hồ này, hoặc là anh mượn đồng hồ của em trai ảnh. Nên là bây giờ con muốn tặng cho chồng con một cái đồng hồ mới thật là đẹp. Nhưng mà em muốn hỏi chồng là từ đó tới giờ em thấy đồng hồ hư mà tại sao hôm nay nó lại chạy được vậy chồng? Anh cũng biết lâu lâu nó chạy lại vậy. Nó mát mát vậy đó hả con? Cái đồng hồ này là của mẹ con tặng con. Muốn đeo nó vậy. Vậy bây giờ anh có thể đeo đồng hồ của vợ anh tặng được chưa? Trời, hai người phụ nữ trong cuộc đời con tặng đồng hồ cho con, đó là tặng quỹ thời gian cho con đó. Hay quá. Nó ý nghĩa kinh khủng không? Đồng hồ đâu của mẹ. Trời, dễ thương không? Đừng đeo ngược nghe không? Coi như là tặng chồng cả thời gian của em đó. Đó. Thanh xuân của em thuộc về anh rồi. Trời ơi. Và kể từ bây giờ thời gian của em và của anh phải là của nhau. Ôi, chúc mừng hai bạn đã dành những cái bí mật. Mà đây là những cái bí mật nó hết sức là quý giá. Dạ. Dành tặng cho nhau. Tại miệng của cô này cũng lanh chanh. Trời, tại giờ nói quà mà. Dạ, nó liên thiên thiên. Rồi xong rồi cái đang ngồi nhậu mà mình đang xỉn quá, cô cất giọng hát lên cái sao mình suy nghĩ sao cô này hát hay quá ta. Mê tới đó luôn, tới giờ. Con có nhớ cái bài hát đó là bài hát gì không? Xịn quá không nhớ chú ạ. Rồi hai em giới thiệu về mình. Dạ, vợ chồng con xin chào cô chú Đức Thuận và cô Hồng Vân. Con là Nguyễn Hoàng Phi Vũ, 29 tuổi, thì hiện tại con đang làm bên chứng khoán. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin giới thiệu, con tên là Ngọc Huyền. Con sinh năm 94. Nghề nghiệp của con hiện tại là kỹ thuật viên xét nghiệm ạ. Con làm ở đâu?
Dạ con làm ở phòng xét nghiệm 548 ở đường Nguyễn Chí Thanh ạ. Thôi bây giờ tụi con tự nói đi, lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ lần đầu tiên con gặp vợ con á là ở một cái đám cưới của chị của bạn con. Là tụi con ngồi cũng xa nhau, cách xa bà nhau lắm. Thì lúc đầu qua chào hỏi uống bia vậy thôi, nói giỡn giỡn chơi chơi vui vậy thôi chứ không để ý gì tới nhau luôn á. Rồi mà tới lần thứ hai thứ ba á, bắt đầu con đi xuống quê của bạn con là ăn đám giỗ á, thì lúc đó con mới gặp lại thì con mới để ý tí. Tại miệng của cô này cũng lanh chanh trời, thấy giờ nói qua mà dạ nó liên thiên thiên. Rồi xong rồi cái đang ngồi nhậu mà mình đang xỉn quá, cô cất giọng hát lên, cái sao mình suy nghĩ sao cô này hát hay quá ta. Mê tới đó luôn, tới giờ. Con có nhớ cái bài hát đó là bài hát gì không? Xỉn quá không nhớ chứ mà. còn Ngọc con nhớ cái bài hát đó là bài hát gì không? Thật ra con hát nhiều bài lắm nên con không có nhớ. Dạ mà nàng nghe nàng, trong cái bữa đám cưới đó con có kết ông này không? Dạ không, hoàn toàn không có ấn tượng gì luôn. Nói chung là lúc đó ảnh để cái đầu cũng giống vậy nè, mà con là cực kỳ ghét mấy người đàn ông mà kiểu để đầu đinh á. Là cái sau cái là cũng nàng sai nói vậy là dối lầm rồi. Tại vì nếu mà không để ý thì không bao giờ nhớ được là ở trong cái đám cưới lần đầu tiên gặp đó người ta để đầu đinh. Tại vì anh nhìn con hoài à. Đúng ra. Dạ đúng thì rồi. Là con đã để ý nhưng mà không phải là một cái để ý thích. Dạ đúng rồi. Tốt mà là ấn tượng coi như là không tốt. Nó bình thường vậy. Dạ đúng rồi. Cô hồn quá đúng không? Đúng rồi. Anh này quậy lắm. Nấy đã làm điều gì mà để cho con để ý bà? Lần đầu tiên cái hôm đám cưới là lần đầu tiên tụi con gặp á. Thì tối ngày hôm đó ảnh có add Facebook con, nhưng mà cũng không ai nói chuyện với ai hết. Ngày hôm đó khi mà đi về, thật ra có anh này kết bạn và thêm một anh khác nữa, nhưng mà không, con thì con nói chuyện với anh kia chứ con không nói chuyện với anh này. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ghét của nào trời trao của nấy, em thấy đúng rồi. Mà nói quá đúng thế chưa. Đúng rồi. Khi mà đi về quê cái đợt thứ hai á thì ông xã con, thật ra đợt thứ hai á, nếu mà kể cặn kẽ thì đợt thứ hai con đã có bạn trai rồi. Thì anh này á, ảnh đi về với lại em họ của con đi về quê chơi chung. Thì ảnh nhậu chung với bạn trai con luôn. Rồi đi ra vườn hái vú sữa rồi đi vòng vòng chơi, nhưng mà sẽ không có nghĩ là ai sẽ quen ai hết. Thì khi mà đi về thì cũng không có vấn đề gì luôn. Tới cái đợt thứ ba, đám tiệc thứ ba, vô tình cũng ảnh cũng đi xuống dưới luôn. Thì cái ngày thì mẹ con mới nói là đi ra ngoài đầu hẻm á, tại vì cái đường chính vô nó bị tắt rồi, nên phải đi đường vòng. Thì em họ con không có biết đường vòng nên mới kêu con đi ra để mà rước vô. Thì khi mà con đi ra tới chỗ á thì cái ánh mắt đầu tiên con thấy là anh này. Là ảnh đang ngồi với cái ảnh lú cái đỏ lên vậy nè. Thì con thấy ảnh đầu tiên, đúng rồi. Thì con ấn tượng với ảnh lúc đó, anh cười tươi lắm. Nên con ấn tượng với ảnh từ lúc đó luôn. Trong tiệc đám giỗ có lên hát đâu? Nhà con thì có karaoke, hát tại nhà chứ thường. Rồi hát tại nhà thôi, mà lúc này anh xỉn mà. Anh này kiểu mà giống như mặc đồ á, nó không phải là gọn gàng giống vậy đâu. Ảnh quần jean, áo thun mà nó cứ lê phê lê phớt sao á. Là bắt đầu cái cũng nói, trời ơi, cỡ cái anh này mà là chồng của mình nha, chắc một ngày mình cười, mình nói chỉ chắc 80 lần luôn á. Thật sự là đúng như cô Dân nói, là ghét của nào trời trao của đó, là con gặp đúng anh này luôn. Nghe nè, nhưng mà cái lần đầu tiên, cái lần thứ ba đó anh gặp con với một ánh mắt như thế nào? Lần thứ ba đó khi mà đám cưới xong về rồi thì ảnh mới ghé nhà con chơi với ba con với lại anh em họ con luôn. Thì cái lúc mà ảnh đi về á cũng kéo cửa ra đi về bình thường thôi, thì em của con đi trước, anh này đi sau, thì tự nhiên ảnh nhìn có cái ánh đá lông nheo con một cái. Là giống như là cô vô viết giống như bị tiếng sét á, con hết hồn luôn. Rồi sao nào? Thì khi mà về đó anh làm gì? Dạ tối hôm đó anh nhắn tin Facebook cho con, rồi bắt đầu hai đứa mới nói chuyện đồ này nọ nhiều. Có nhắn tin tỏ tình không? Dạ không, lúc đó chưa đâu. Đến bao lâu thì mới nhắn tin tỏ tình? Thật ra tụi con không có một cái lời tỏ tình chính thức đâu. Tại vì cái lúc mà con lần thứ ba con gặp anh này, thật ra là cũng mới vừa chia tay bạn trai thôi. Thì con cũng không có gọi là nói chung là vui vẻ gì lắm nhiều. Thì anh này ảnh cũng mới hẹn con ra uống nước rồi để kia để tâm sự rồi để đó kia là cho. Cái hẹn hò đầu tiên đúng không? Dạ đúng rồi, có thể gọi là hẹn hò đầu tiên á. Nhưng mà hẹn hò theo cái phương diện là để chia sẻ với mình những chia cái mà mình buồn. Dạ đúng rồi. Thì con nhớ là ảnh dẫn con đi cái quán cà phê đó ở Trần Hưng Đạo ở quận Nhất. Thì ngồi nói chuyện vậy đó, mà có tật con hay khóc lắm, cứ nói nhẹ hay là con nhạy cảm nên con dễ khóc lắm. Thì ảnh nói chuyện hồi cái tự nhiên con ngồi con kể hết luôn, cái con vừa kể con vừa khóc. Thì nếu như mà theo những người đàn ông khác á thì họ sẽ lấy khăn giấy họ lau cho mình. Còn ổng thì sao? Anh này thì ảnh khác chút xíu, là ảnh hung hết nước mắt của mình luôn.
Ôi trời ơi, lãng mạn anh hùng hết. Hùng hết, nhọn dạ. Đúng rồi. Anh có nhiều nước mắt, anh nuốt hết luôn. Dạ, chứ gì đấy là bọn em quá vậy. Đặc biệt đúng không? Cưng quá vậy, sao nghĩ ra cái chiêu hay quá vậy? Hút hết, hút hết nước mắt. Hút cái gì người ta hung, rồi hùng xong rồi nó dính vô cái bờ môi. À, đúng rồi, đúng rồi, dạ. Đúng không? Rồi người ta liếm môi, đúng rồi xong rồi lại tiếp tục dính đấy nữa. Dạ. Nó dọn nước mắt nó chắc ngọt ngay à, đúng không? Đâu phải mà ngọt chứ. Nước mắt là phải mặn chứ. Dạ, đúng không? Rồi không, sao? Cái này mới là cái hỏi nè. Ừ. Ai chỉ cho con cái chiêu đó? Không, tại vì lúc đó thì chẳng như con hỏi, con cũng gặp rồi, con hỏi về cái chuyện tình cũ của cô đó, của cô này nè. Thì cô nói rồi xong cô khóc. Thì con có chia sẻ, nhưng thấy cô khóc quá, mà thấy thương thương, tích tích, không, nè hung luôn. Thật ra là hung, yeah. Mà vô tình có những giọt nước mắt, yeah. Thì lại là nó... cứ người làm văn phạm đó chị, nó từ ngữ đó chị, hung những giọt nước mắt, đúng không? Sao em không nghĩ là lợi dụng những giọt nước mắt để hung? Ủa nhưng mà lúc đó có... mà bây giờ phải hỏi đi. Bây giờ hỏi đi, cái này bây giờ lợi dụng giọt nước mắt hay mới là sao? Mới nói nè, tại vì lợi dụng thấy, hay là đồng cảm? Con thấy thương thương, à, rồi con cũng thấy thích thích, bởi con đè ra con hung luôn. À, cái chữ đè đó nặng lắm, chữ đó đè đó là lợi dụng rồi. Dạ. Mà con nói là con đừng, nếu lần sau có tham gia chương trình khác, con phải nói vậy nè. Ôi con thấy thương thương, con thấy đồng cảm quá cho nên con an ủi cô ấy, yeah. Con đặt những nụ hôn lên những giọt nước mắt cô ấy. À. Vậy là bữa đó con rớt toàn bộ rồi đó. Dạ đúng rồi. Không còn, dạ, đúng không rồi, còn điểm gì để mà níu kéo được, dạ, đúng không? Ồ, hay quá. Rồi sau đó là chính thức quen nhau rồi hay sao? Cũng chưa luôn. Chưa luôn. Sau về rồi cái cũng nói chuyện nhiều. Lúc đó tự nhiên, tại vì con hay kiểu mà giống như là hay nghĩ tới cái vấn đề gì á thì nó sẽ xảy ra. Ồ. Nên có lúc con nghĩ cái anh này ảnh kiểu anh thiệt tình. Mà lúc đó con tin tưởng anh này lắm. Xong rồi cái con mới nghĩ là có một cái thoáng qua là có thể là anh này ảnh sẽ đi theo mình cuộc đời, dạ, mình đúng đó. Rồi rồi đến khi nào thì mới làm có một cú knock out gọi là chính thức đây, là hỏi, của hỏi, nhau hỏi. Đây đây đây, đây knock out, knock out. Ồ, nhớ không sao nè, dịp, yeah, nào kỷ niệm nào gọi là chính thức gọi là yêu nhau đó. Chắc con nghĩ con cũng không biết nữa, nhưng mà con dùng sự quan tâm lâu dài, con cứ nhắn tin hỏi chuyện mỗi ngày quan tâm lo lắng. Bao lâu? Hỏi... bao lâu? Dạ cũng nhanh rồi cô, cũng chắc chừng 6 tháng. Bây giờ hỏi Kim Ngọc đi. Dạ. Cái chốt nào, nó phải có chốt con, nó phải có một cái mốc, nó phải có một cái mốc để gọi là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Có lần chính thức chắc có thể là cái đợt mà 2014 á, cô Vân với chú Thuận chắc biết là ở quận 7 mình nó có bơm cái con vịt bự bự á. Đó, biết. Dạ dạ, đúng rồi, đúng rồi. Thì cái ngày hôm đó là ngày... chắc là ngày tụi con chính thức quen nhau á. Thì anh có rủ con là đi chơi, thì con mặc đồ đẹp lắm, tương tất lắm. Khi mà anh này vừa mới xuống á, trời ơi, con với mẹ con nhìn hết hồn luôn. Sao vậy? Trời ơi, anh mặc cái quần sọt màu xanh á, mà bây giờ con còn nhớ cái quần đó luôn nha. Rồi cái áo thun mà nó hơi giản giản á, trời sao mặc đồ sủ quá vậy, mà nó chưa, anh này cái tính anh mặc đồ nó không có được gọn gàng. Rồi cái áo màu xám đó mặc vậy đó, thì hai đứa giống như là hai cái thái cực khác nhau vậy đó. Nhưng mà con thì mắc cười lúc đó thôi, chứ mà không phải là con đi. Dạ đúng rồi, con dẫn đi. Nói chung là con sẽ không có chú trọng gì cái vẻ bề ngoài lắm. Vô tới chỗ ông dịch rồi làm gì mà. Rồi hai đứa cứ chụp hình xong rồi đi chơi, đi ăn, xong rồi đi về vậy thôi. Rồi cái nụ hôn không tỏ tình không gì hết. Cũng không tỏ tình nhưng luôn. Nhưng mà lại cho đó là cái mốc gọi là yêu nhau. Dạ đúng rồi. Bây giờ hỏi thẳng vấn đề, hỏi thẳng mặt hai đứa luôn nè. Cái nụ hôn đầu tiên là khi nào? Dạ chắc là cái ngày cái ngày mà anh hung là cái đó là sao, bữa dịch hả? Không, dạ, không trước luôn. Dạ trước đã nói là tụi nó vậy rồi mà tụi nó vẫn không có tỏ tình. Dạ đúng không rồi. Có rồi cái lần đầu tiên hai đứa đi chơi riêng là ở đâu? Đi chơi riêng hả? Đi chơi riêng của tụi con thì chắc là con vịt là tụi con đi chơi riêng chứ thật. Rồi đi chơi mà ở đêm á, ở lại. À không, mẹ con khó lắm, mẹ con không có cho con đi chơi đêm. Vậy hồi đó ảnh có rủ con đi Nha Trang chơi nhưng mà mẹ con không cho. Mặc dù đi chung với em họ con luôn, mẹ con cũng không cho luôn. Như vậy là hai đứa giữ cho nhau cho đến ngày đám cưới, đúng không? Dạ không. Nó. Dạ không. Trời ơi, tôi không có muốn hỏi thẳng mà nó cứ khiến tôi phải thì hỏi. Thì mẹ mà. Con á, thôi tao không cho mày đi đâu, mày đi mất công á, mày có bầu rồi mày đi về, rồi mày đem cái bầu về cho tao nữa. Tao chạy ra mẹ nhà đi, mẹ nhà rồi đi. Có mang cái bầu về cho mẹ không? Cái mẹ con không cho con đi, cái con cũng đi chơi bình thường vậy thôi. Sao mà con với anh này mới tiến xa hơn một bước nữa. Thì con cũng kiểu mà giống như là mình còn nhỏ quá, mình không có muốn là có em bé sớm, rồi mình còn phải có công việc nó ổn định rồi này nọ. Thì con kỹ chút xíu, tụi con cũng có xài mấy cái biện pháp mà con không hiểu sao con dẫn lòi ra anh nhỏ luôn. Thì cái ngày mà con phát hiện, con đi làm, con phát hiện con nói với anh này nè là con, tại vì con kêu anh này bằng chồng, con nói là chồng ơi là có hai giặt rồi,
trời anh ảnh dưỡng dương lắm anh á. Vậy hả? Thôi để trưa đi ghé chở đi khám. Trời ơi, anh không có một cái gì mà gọi là sợ. Mà con thì sao? Cái lúc đó là sáng sớm rồi, lúc đó đêm qua con mới nhậu xong, bạn bè con cũng xỉn quá, con đang nằm ngủ thì nghe lúc đó cũng 8 giờ 9 giờ sáng gì á, cô này đi làm xong cô này mới gọi con, nói chồng ơi giờ vợ hai vạch rồi sao giờ. Cái nói lúc đó mình cũng đang say ngủ mà. rồi biết rồi, vậy thôi cúp máy đi, chút qua chở đi đi khám nha, rồi vậy đi, cúp máy ngủ tiếp chứ bình thường ngủ tiếp luôn, bình thường cũng suy nghĩ gì luôn không có biết cái dư âm đó đi qua rồi. Đến khi con tỉnh tù, con tỉnh tù con nhớ là cái chuyện là vợ con phát hiện có bầu rồi, con mất hồn thì lúc không? Đó con sao? Con cũng bình thường luôn, con chỉ trong đầu con chỉ lúc đó suy nghĩ là làm sao để nói với mẹ con thôi chứ không có suy nghĩ gì hết á. Vậy hả? Rồi dạ. Lúc nói với mẹ thì sao? Dạ, lúc nói với mẹ thì mẹ cũng đưa ra hai phương án, một là mày giữ, hai là khoan cưới đi, dựng hai là bỏ đó. Nhưng mà con nói thôi bỏ là đương nhiên là không được, phải giữ lại. Thì mẹ nói vậy thôi, giờ sinh ra trước đi, mà khoan cưới mày cứ học hành xong đi. Nhưng mà con nói thôi vậy người ta không chịu, bên nhà người ta làm vậy thì con gái người ta không có chắc nọ. Thì mới quyết định là đám cưới luôn con. Cưới luôn? Dạ. Vậy là bao lâu thì cưới ta? Từ cái hôm 2 tuần. Tụi con chỉ có dọn dẹp là 2 tuần để chụp hình cưới rồi đặt tiệc. Dạ đúng rồi. Mà mẹ con khi mà con về con báo cho mẹ con biết thì cái phản ứng con không mẹ. Dám báo. Con cứ nằm hoài, cái xong mẹ con cũng cái con mới nói với mẹ con đánh tiếng trước là con mới nói là bên nhà ảnh á mới bước qua để cưới. Cái mẹ mới nói: "Ủa, tụi bay còn sớm sao tự nhiên cưới? Tụi bay phải có cái gì mới cưới, không thể nào mà tụi bay cưới được." Sao? Nói đi. Cái mẹ con lúc đầu mấy ngày đầu thì cứ kêu mày tao kiểu vậy. Xong cái thấy con không thèm nói gì, con buồn buồn, cái xong rồi cái mẹ mới nói: "Chắc em nghĩ nó có cái gì hay sao á." Mà mấy cái mẹ mới vô: "Thôi nói thiệt đi." Cái bắt làm nhẹ giọng xuống: "Thôi nói thiệt với mẹ đi, có cái gì không để mẹ biết." Rồi xong rồi con mới nói thiệt thì lúc khi mà con phát hiện là con có em bé được 10 tuần. Dạ 10 tuần tuổi thì lúc đó bắt đầu mẹ con mới biết. 2 tháng mấy rồi ha? Dạ đúng rồi, 2 tháng mấy rồi, 2 tháng mấy rồi. Mẹ sao? Rồi xong mẹ con cũng kệ có gì đâu. Có cháu thì ẵm cháu sớm thôi, dù sao ba mẹ mày cũng già rồi. Kệ mày cứ đẻ để tao chăm cho. Rồi xong xuôi. Như vậy là 2 tuần. Bởi vì mới nói 2 tuần, nhưng trong 2 tuần là phải rớp rẻn rồi. Đúng rồi. Bây giờ đến khi cưới nhau rồi, cho tới bây giờ hai mặt con rồi, thì có những cái tật xấu nào mà nó ấn tượng mà con muốn chia sẻ lên đây? Hồi đó anh này khi mà trước khi anh cưới con nha, trời mẹ anh khó lắm. Mẹ anh không có cho anh đi chơi đêm, khi chơi 10 giờ là mẹ anh tự khóa cửa lại luôn, không có cho anh vô nhà. Cái con cũng thiệt tình đó, sao con nhiều khi con nghĩ lúc mà con giận anh này con nói trời sao mình dễ tin người vậy, sợ sao ai nói gì mình cũng tin hết trơn. Còn khi mà cưới về không có 10 giờ đâu nha cô dân, mà 10 giờ bắt đầu mới đi ra khỏi cửa để mà đi á. Về tới nhà là 1 giờ, có khi 2 giờ. Có khi sớm nhất là nó sẽ trước 12 giờ thôi. Không đi đâu? Anh đi. Anh đi cà phê với bạn bè đó chú Thuận. Có đi nhậu không? Có. Cũng có. Dạ. Mà ham chơi. Mỗi lần mà vậy con dạ. Con có buồn không? Dạ có buồn chứ, chỗ con khóc hoài luôn vậy. Những năm mà con mới cưới là tầm khoảng 2 đến 3 năm đầu tiên á, ảnh cứ hay vậy hoài à, cái con cũng buồn, cái con cũng khóc hoài à. Có nhiều lúc con còn suy nghĩ chỗ chắc mình không thể nào mình ở với anh này được lâu luôn á. Nhiều khi con tức mà con phải nói, tại vì cái tính con rất là nóng. Mà khi mà nói cái gì con hay nạt ảnh lắm. Với lại nhiều khi cái mình thấy con cũng tội nghiệp, tại vì những cái năm đó là ông xã con còn đi học. Thì ông xã con học là bên trường Tôn Đức Thắng. Thì khi mà cái ngày mà ảnh ra trường á là ảnh thay vì người ta đi ra trường người ta sẽ đi với ba mẹ người ta đi với bạn gái người ta, còn ảnh là nguyên một gia đình luôn, như con rồi hai đứa con nữa, rồi vô chụp hình, nói chung là ai cũng nhìn hết luôn. Dạ vui mà. Đúng rồi, vui đúng không? Rất là vui và rất hạnh phúc. Dạ. Luôn á, nói chung là cũng nhờ mẹ chồng con, mà chồng con hiện tại mới có được cái công việc nè, ổn định rồi này nọ, thì cũng nhờ mẹ chồng con, kiểu giống như là mẹ thương con mà. Thì không có muốn tại với có con nữa, mẹ không có muốn chồng con là phải bỏ bê, nếu mà bây giờ không học tới đâu thì sau này không có gì để làm hết, không có lo được. Thì cũng nhờ mẹ chồng con cho chồng con học. Thì trong 3 năm học đó thì con biết là nhiều khi học nó cũng căng thẳng mà, nên con vẫn để cho chồng con đi chơi, nhưng mà giới hạn giờ về thôi, con không có cấm tuyệt đối luôn, từ lúc cưới tới giờ là con không cấm luôn. Nên có nhiều khi gia đình hai bên nè, hay là nói chung bạn bè cũng có nói là sao mày dễ quá giờ, sao không cấm đi nhưng chơi. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì con cũng không cấm luôn, ảnh dẫn đi luôn. Nhưng mà ảnh biết giới hạn ảnh về hơn. Tại vì có tầm khoảng một năm hay 2 năm gì trước á, thì mẹ chồng con phải về quê. Tức là trước giờ tụi con sẽ sống trong cái sự bao bọc của ba mẹ rồi.
thì bây giờ mẹ chồng con về quê thì ở đây tụi con phải tự lo tiền điện, tiền nước, tiền chăm con, tiền học của con rồi này nọ là tụi con phải tự quán xuyến hết. Thì đâm ra khi mà người đàn con, theo con nghĩ nha, người đàn ông khi mà họ phải bước vô một cái thế cuộc đó thì họ sẽ tự trưởng thành, họ đúng phải rồi, tự có trách nhiệm thì những bắt đầu từ thời gian đó là ảnh về ảnh chăm con phụ con rất là nhiều. Nhiều khi có đi công tác nè thì ảnh cũng về tranh thủ về sớm lắm, được về là về liền, về phụ chăm con, tắm con. Bà nấu ăn ngon lắm, bởi hầu như dễ nấu ăn cho tụi con, cho mấy mẹ con ăn không à. Dạ, đó, thì anh đó hay đâu rồi. Nhưng mà chúng ta quay về với chủ đề là khui tật xấu. Khui tật xấu thì có ham vui, chồng vật ham vui một xíu. Ham vui đúng không? Ham vui với lại tật xấu là hay ăn mặc lôi thôi lít hết á. Lôi thôi, ham vui và lôi thôi. Dạ đúng rồi. Còn gì nữa, có nóng tính không, có ghen được không? Ảnh có nóng tính, dạ, cũng có ghen. Nhưng mà mỗi lần nóng tính thì sao con? Khi mà nóng tính thì hai vợ chồng có lời qua tiếng lại, nhưng mà anh này lúc nào khi mà anh nói xong rồi anh im, anh sẽ đi ra chỗ khác, hoặc là anh đi đi ra đường gặp bạn bè chút xíu rồi anh về. Thì khi mà về rồi thì hai vợ chồng ấy anh sẽ là nói chuyện trước với con, nói chuyện lại cái vấn đề đó thì giải quyết nó sẽ ấy hơn, chứ không có mà người này lớn là người lớn hơn. Tại vì người ta đàn ông mà người ta chỉnh chạc. Đó cũng 29 rồi. Ghen là sao? Con 28 tuổi. 28. Ghen. Có ghen không? Thiệt ra chắc con cũng không biết nữa, thật ra con cũng không có làm gì cho anh ghen hết trơn. Để cho hai đứa rồi ghen cái gì nữa, còn không có ghen luôn á. Rồi giờ tới con, sao giờ tới con đó, con sao? Giờ vợ con sao? Vợ con có tật xấu gì nào? Vợ con thì có tật là cũng lười biếng nè, lười biếng rồi hay khóc nữa. Lười biếng gì? Dạ, thì cứ lâu lâu nằm á, kêu làm gì đi, cái bắt đầu mà đang nằm đi mình kêu ra rửa chén đi, nó rồi chờ chút đi, vợ ra là suốt con đi ra ngoài đường làm việc xong về luôn, cũng có một tiếng hai tiếng luôn, cũng nằm trong nói đang làm gì mà chưa rửa chén nữa. Nãy giờ quên đó, nhắn tin cho khách nè, đó bận nè, phải đó nằm lướt Facebook nè, đó con nhào vô nữa luôn. rồi sao nào, cuối cùng con xuống rửa, bắt đầu thấy con rửa bắt đầu mới chạy xuống rửa. Ủa, anh rửa hả? Đó bắt đầu mới xuống rửa. Dạ rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ còn hay khóc nữa, rồi lâu lâu mình nói mình với con thì lâu lâu con cũng hơi lời con hơi nặng á. Mà ai nói gì cũng nhẹ, động nhẹ tí thôi là khóc, động nhẹ tí là khóc, mau nước mắt đúng không? Dạ đúng rồi. Không, mít mà nước mắt không phải là tật xấu. Mít ướt mà tật xấu, cái đó nó là do cái gọi là cái cơ chế thần kinh của cái người vợ á, của cái người đó chứ không phải là vợ con không. Của người đó họ bị yếu về cái gọi là cái tia, người ta gọi là cái tia lệ, cái tuyến lệ đó, nhưng mà cái đó là do cái cảm xúc của vợ con nhiều hơn người bình thường. Cái cảm xúc á nhiều hơn. Rồi sao, có càm ràm, có nói nhiều gì không? Dạ, có nói nhiều lắm, lâu lâu nói mà không kiểm soát được luôn. Lâu nói chuyện với mẹ con đi thì lâu lâu như con nói đừng có nói cái việc đó ra nha, mà như dạng nói nhiều quá, nó liên thiên quá, họ quên luôn, nói luôn buộc miệng nói luôn đó. Dạ đúng rồi. Có hay bà tám luôn không? Như vậy là con để ngoài da nè, không có không con á. Dạ đúng rồi, buộc để ngoài da. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tin người lắm, sao ai nói cũng tin. Tin người có bà tám không? Bà tám bà chín nhà hàng có luôn. Dễ nói chuyện với người khác nữa. Ai nói cũng tin nên cũng trả lời, như nói chuyện như bạn bè lâu quen lâu năm rồi nó trả lời liên thuyên vậy. Rồi bây giờ con muốn vợ thay đổi gì? Con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con mong muốn vợ con là nói thì con cho phép nói, tại vì con thích nghe vợ con nói lắm. Nhưng mà lâu lâu hạn chế lại, nhớ suy nghĩ kỹ rồi nói, mắt con nói những việc mà không trước khi, dạ đúng rồi. Là người ta gọi ông bà mình nói, ông bà nữa nha. Đó. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Dạ. Đó. Bây giờ là 9 lần luôn á, trong phải 7 lần. Dạ. Tại có mạng xã hội nữa. Dạ. Rồi dạ. Có mong muốn con là nói lựa lời nói đúng không? Đó, dạ, đúng. Nói đúng thời điểm vừa lòng nhau đó. Phải còn gì nữa không? Dạ không, vợ con hoàn hảo rồi. Đó, còn hoàn hảo. Hoàn hảo. Còn Kim Ngọc thì sao, con muốn chồng con thay đổi điều gì? Chồng con thì thay đổi là có cái là hiện tại giờ vẫn đi chơi đó, nhưng mà giới hạn về sớm một chút xíu nữa, tại vì ở nhà con còn bà ngoại nữa, nên nhiều khi đóng cửa hay mở cửa nó sẽ nghe tiếng với người già mà ngủ nó khó. Dạ dạ. Nên con muốn là chồng con có đi chơi thì sẽ đi chơi sớm chút xíu. Với lại có những cái cuộc hẹn á, mình có thể, nếu mà nó không quan trọng quá, thì mình có thể ở nhà với vợ con thêm thời gian với gia đình hơn. Hợp lý. Dạ, đó thì con chỉ cần vậy thôi. Thực ra cô thấy vậy nè, hiện giờ vợ chồng tụi con đang có một cuộc sống nó tương đối là nó
nó gọi là theo đúng cái ý của mình đó. Dạ. Nó đúng rồi. Tương đối là như vậy. Dạ. Nhưng mà tụi con biết không, tụi con có một cái cả hai đứa đều có một cái gọi là thua thiệt thòi á, so với những các bạn đồng trang lứa là tụi con không được trải nghiệm. Dạ. Dạ đúng rồi. Chưa được trải nghiệm gì cả mà đã có gia đình. Dạ. Tại vì khi có gia đình khác hẳn lúc yêu đương. Yeah. Cũng là hai con người đó thôi, nhưng mà lúc yêu đương mà chưa phải là vợ chồng á, thì đi chơi đi hưởng thụ rất, nó là mọi thứ nó rất là thoải mái. Nhưng mà khi cũng là hai con người này, nhưng mà khi trói buộc vào chuyện vợ chồng rồi á, thì tất cả cái sự hưởng thụ của tụi con á, là đều là gọi là trong cái vòng thắt lưng buộc bụng và phải suy tính. Nó không có thoải mái nữa, nó đều bị áp lực hết trơn. Nhất là đã vì là hai đứa con. Thành ra cái việc mà tụi con vợ của con á là không có trói buộc con để cho con thoải mái á, đó là con may mắn đó. Còn một người vợ mà sẽ trói buộc con, kiểm soát giờ giấc của con là rất mệt, và thậm chí là có thể là tụi con rã bèn luôn á, chứ không có giỡn đâu. Thì cái điều đó là con làm là đúng, đang trên vấn đề đúng nha. Nhưng còn về phía con ha, bởi vì sao nay cô đừng nói hai đứa con đều giống nhau, đều không có cái thời gian để được enjoy. Thì thành ra con phải nhớ là đến một lúc nào đó vợ con sẽ có cái nhu cầu đó. Dạ vâng. Đúng không nè? Dạ đúng rồi. Thành ra lúc này có thể vợ con chấp nhận cái chuyện là con được quyền đi chơi, được ham vui, được thế này thế nọ ha. Dạ. Vợ con chấp nhận hy sinh ở nhà để lo cho hai đứa nhỏ. Nhưng đến một lúc nào đó con nó lớn rồi, tự nhiên vợ con cảm thấy ủa sao cái thanh xuân của mình nó mất tiêu đâu vậy? Dạ đúng rồi. Đúng không? Cho nên ở đây cô đang ý nói như vậy nè. Tụi con vừa phải lo cho gia đình nhưng vừa phải enjoy mà cho hai vợ chồng, chứ không phải là một mình con. Con phải cho vợ con cũng phải thử hưởng thụ theo con. Nha, lâu lâu mà gửi được cha mẹ, ông bà đó, thì hai vợ chồng nên đi thú vui đi. Đó. Dạ, quá đi du lịch lắm. Để một mình vợ con nó ở nhà nghe không? Nghe. Dạ. Rồi bây giờ là các con đã nói về cái mong muốn của các con về người bạn đời. Vậy thì bây giờ chú cũng có một cái mong muốn. Tức là hồi nãy chú hỏi cái cột mốc mà các con yêu nhau như thế nào, tụi con cũng không nhớ. Rồi ngay cả con cũng khẳng, con cũng nói với chú luôn là cái việc tỏ tình cũng không có luôn. Đúng rồi. Thì hôm nay đây, với một cái chương trình đặc biệt như thế này, người phụ nữ đã phải hy sinh cái tuổi thanh xuân của mình đó, làm mẹ rất sớm và cho con có được hai đứa con rất là tuyệt vời. Vậy thì hôm nay chú rất là mong con có một cái lời gì đó với vợ con như là một cái lời tỏ tình, có được hay không? Chú Bình hay quá chú Bình ơi. Dạ được. Chú Bình quá hay luôn. Ok. Có thể đứng lên. Đúng rồi. Tôi đứng lên, tôi không nhìn thấy gì chứ nghe. Nhìn chị đi, em nhìn chị đi, em hay quá. Thôi em nhìn quá, em nhìn nhiều lắm rồi, nghe. Nào. Con đừng có quay lưng vậy. Rồi. Đó, hay nghe. Suốt 8 năm qua chồng chưa làm được gì cho vợ hết. Mà cảm ơn vợ rất nhiều luôn, vì đã tin tưởng đi theo chồng đến tận bây giờ luôn. Sau này á, vợ có nguyện đi với chồng hết suốt cuộc đời này không? Tin tưởng chồng, chồng sẽ mang hạnh phúc hoàn hảo nhất đến cho vợ luôn. Có. Chồng yêu vợ. Trời ơi, thiệt vời. Thì cái tôi thấu tim luôn á, thật sự mà nói luôn á. Biết nó sẽ khóc, biết thì nước sẽ đó khóc, những giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Trời ơi, hung qua cái máng luôn rồi. Hung qua cái tấm trắng luôn. Thật sự rất là tuyệt vời, và đây là những hình ảnh nó rất là ý nghĩa ha. 10 năm sau, 20 năm sau các em sẽ thấy nó ý nghĩa vô cùng ha. Lúc nào mà chồng con quên á, mà ham vui quá quên á, con đừng thèm điện thoại anh ơi, về đi. Con cắt ngay cái chỗ này nè. Đó. Lên cái con cắt cái chỗ này á, con gửi cho chồng con. Chỉ cần như đó thôi, anh, con send vô rồi. Xin cảm ơn hai con. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại.